Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh được thiết kế xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và kiến trúc truyền thống dân tộc Khmer. Những đỉnh chóp nhọn và những đường nét chạm trổ hết sức tinh xảo mang lại không gian cổ kính, nghệ thuật cho nơi này. Dân số Trà Vinh lên 1 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 1/3 dân số trong toàn tỉnh. Và khi nói đến dân tộc Khmer thì nói đến một nền văn hóa phong phú, đa dạng, hoa giàu bản sắc. Bảo tàng gồm có 4 phòng với 4 chủ đề khác nhau. Và ở đây cái nét văn hóa đặc sắc nhất của người dân tộc Khmer là văn hóa tinh thần với các loại dàn nhạc. Và bên cạnh đó thì mình còn có các loại sân khấu dù kê, sân khấu rô băm. Nơi đây hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer Trà Vinh, từ truyền thống đến đương đại. Đây là cái nghi thức cột chỉ tay trong lễ cưới truyền thống của người dân tộc Khmer. Vị A Cha đang giáo huấn cho cô dâu chú rể trong cái cuộc sống hôn nhân sau này. Và sau vị A Cha sẽ đến các ông, bà, cha, mẹ, cô, chú, anh, chị, ruột trong gia đình lên cột tay chúc phúc. Mỗi một sợi chỉ là một lời chúc phúc cho đôi viên ương. Các hiện vật trưng bày được tái hiện lại hết sức sống động và thu hút. Đây đều là những hiện vật có ý nghĩa vô cùng to lớn, biểu hiện cho đời sống tinh thần phong phú, hấp dẫn của người dân Khmer. Bảo tàng sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác mà sưu tầm, tham gia tập huấn, huấn luyện để thuyết minh, thuyết trình, giới thiệu cho du khách khi đến tham quan các cái phòng trưng bày, để là du khách hiểu, để biết thêm về cái di tích đã được công nhận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến với bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, du khách như được bước vào một thế giới khác, một thế giới đầy sắc màu với nhiều cung bậc cảm xúc. Chắc chắn khi đến đây, chúng ta không chỉ khám phá thêm được nhiều điều thú vị mà còn có những trải nghiệm mới lạ, làm phong phú hơn hiểu biết của bản thân.